Sau 3 năm triển khai, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình cũng như công nghệ thi công, đến thời điểm này, dự án cầu Bạch Đằng đường dẫn một nút giao cuối tuyến đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Chủ đầu tư công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đang chỉ đạo các nhà thầu nỗ lực thi công, đảm bảo hợp long vào cuối tháng 4 này. Tuy nhiên do vướng mắc trong việc giải ngân nguồn lực tài chính, nên hiện nay các gói thầu số 4 và số 5 thi công trụ tháp T29, cầu chính trụ tháp T30 và trụ biên T31, tiến độ thi công đang chậm 2 ngày so với kế hoạch. Đối với các gói thầu số 6 và số 8, các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công dự án cầu Bạch Đằng vào chiều nay, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị thi công 3K để đảm bảo tiến độ của dự án như đã cam kết, dứt khoát không lùi tiến độ và phải tăng cường giám sát đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cũng như chất lượng công trình. Thời gian là chỉ còn có 4 tuần nữa thôi, mà chúng ta đòi hỏi là chúng ta vừa là hợp đồng ở khu vực này và hai nữa là trên toàn các cái tuyến từ gói 1 rồi là gói 6, gói 7, gói 6, gói 8 là bây giờ công việc còn rất nhiều. Thế chính vì vậy là yêu cầu là nhà đầu tư dự án và ban quản lý dự án của Sở Giao thông là từ nay là đến hết tháng 4 này là các anh phải có mặt thường xuyên ở hiện trường và giải quyết từng ngày một. Và yêu cầu một số các cái nhà thầu mà trì trệ là sẽ phải thường trực của Hội đồng Quản trị và của Tổng Giám đốc có mặt ở công trường để chúng ta kiểm đếm công việc và chúng ta xử lý từng ngày. Chứ như ngày hôm nay như thế này là chúng tôi thấy là có một số phần việc là chưa đạt yêu cầu và ngày mai chúng ta lại phải tiếp tục thêm những cái cuộc họp tiếp theo nữa là nó rất là mất thời gian và hai nữa là nó ảnh hưởng đến tiến độ. Thế còn bây giờ thì thời gian nó rút ngắn rồi mà công việc thì như ban nãy đi ấy, là thi công qua cái tuyến đường 5 kéo dài này. Đấy, rồi là một số vị trí nữa thì yêu cầu là phải tăng cường các cái rào chắn để đảm bảo cái an toàn giao thông. Liên quan đến một số vướng mắc về tài chính, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong ngày mai, mùng 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.